biến rồi. Đại nhân cô ấy biến thành người rồi. Trường Hận, mau qua xem sao. Ký tức của Như Cô Nương đã ổn định, nguyên khí cũng đang dần hồi phục, vì vậy mới khôi phục lại hình dạng con người. Bao giờ cô ấy tỉnh lại? Điều này thì thuộc hạ không dám chắc. Tuy khí tức của Như Cô Nương hiện tại đã ổn định, nhưng sự phục hồi của tinh khí thì mỗi người khác nhau. Có người cần một ngày, có người cần một năm, thậm chí lâu hơn. Thanh Mặc Nhan, huynh đừng chết. Huynh đừng chết. Ngốc à, đã thành ra thế này rồi mà còn lo cho ta. Đến gần ta thì người chết là cô đó. Đại nhân, đại nhân, đại sao vậy? Mau đi lấy thuốc. Ta không sao. Đại nhân cố lên. Mau lên đi Trường Hận. Nào, đại nhân uống mau đi. Đại nhân uống mau đi. Trường Hận, sao vậy? Có thể thuốc này đã vô hiệu quá với đại nhân rồi. Bây giờ cứu đại nhân quan trọng hơn. Ta sẽ thức tỉnh Như Tiểu Lam. Không được. Đại nhân, ngài cứ thế này sẽ mất mạng đó. Ta sẽ không thể làm hại cô ấy. Quyền Ngọc, dìu ta đi. Đại nhân, đại nhân đã dặn dò, sau khi Như Cô Nương tỉnh lại, hai hôm sau sẽ để cô rời khỏi Đại Lý Tự. Còn về nơi ở, Quyền Ngọc đã chuẩn bị cho cô xong xuôi. Tại sao huynh cứ thích tự ý đưa ta đi? Vì cô không thích hợp. Ta không thích hợp ở đâu chứ? Ta cảm thấy bản thân thích hợp lắm mà. Ở Đại Lý Tự, chỉ một ngày thì đã có hàng trăm vụ án gây gò. Những điều phải đối mặt đều là kẻ hung tàn ác độc mà cô không thể tưởng tượng nổi. Những mối nguy hiểm tiềm tàng này không phải thứ mà một tiểu cô nương như cô có thể đương đầu nổi đâu. Chỉ vì chút chuyện như vậy mà huynh đưa ta đi sao? Ta có thể ở lại Đại Lý Tự ngoan ngoãn làm trợ lý y quan mà. Với lại chẳng phải huynh đã nói cần ta giải cổ độc cho huynh sao? Không cần nữa. Ta đã tìm được cách khác có thể trị cổ độc trong cơ thể ta, vì vậy ta không cần cô nữa. Huynh xem ta là gì? Khi không cần thì có thể đưa ta đi sao? Ta không đi, cũng không chấp nhận. Như cô nương, tránh ra. Đại nhân, cần đuổi theo không? Đã thu xếp quán trọ xong chưa? Xong cả rồi đại nhân. Theo lời dặn của ngài, tôi đã tìm quán trọ thích hợp nhất. Ngày mai để cô ấy dọn đi ngay. Huynh cứ muốn đuổi ta đi đúng không? Thứ xấu xa, chẳng đáng yêu chút nào hết. Chẳng đáng yêu chút nào hết.
Bây giờ cô có thể đi được chưa? Như cô nương, mời. Thế nào, căn phòng ổn chứ? Đúng rồi, có số ngân lượng này, cô dùng tạm trước. Nếu không đủ, cứ đến chỗ ta lấy. Ai thèm đồ của mấy người chứ? Có thể đổi được nhiều cá lắm đó. Ta đi trước đây. Đói bụng quá đi. Đáng giá nhiều cá lắm à. Ngươi đừng cười ta thiếu tiết tháo. Chỉ là ta thấy kiểu gì cũng không về được đại lý tự. Vì ta cứ nhìn thẳng về phía trước, lót dạ cho no rồi tính. Hồng Lan tỷ tỷ, như cô nương, họ đi đâu vậy? Bọn họ à, đang đến Thanh Thủy Trại. Để nói làm gì vậy? Thanh Thủy Trại có một vị độc phu nhân. Chồng bà ta chết sớm, nhưng để lại một lượng lớn gia sản cho bà ta. Bà ta cô đơn, nên năm nào cũng đến Thiên Lạc Vườn, chọn ra 10 kỹ nữ làm con gái nuôi bầu bạn bên mình. Ôi, vậy ta có thể đi không? Như cô nương, cái này thì hơi khó. Nhất định phải là kỹ nữ có dung mạo, tài nghệ thượng đẳng nhất mới có thể được chọn. Hồng Lăng tiểu thư, tại hạ xin cáo từ. Thứ gì vậy? Đại nhân, thuộc hạ đã đưa Như cô nương đến quán trọ bình an, tất cả đều đã an bài ổn thỏa. Như tiểu lam có quậy phá bừa bãi gì không? Cái đó thì không, nhưng cô ấy có vẻ hơi thất vọng. Vậy đã đưa cô ấy ngân lượng chi tiêu chưa? Ngân lượng thuộc hạ đưa đủ cho cô ấy tiêu một năm. Phải rồi, cô ấy thích ăn cá. Ta nhớ quán trọ đó. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ điều tra rồi. Nội trong 100 thước xung quanh, cá hấp, cá nướng, cá rán, cá hầm đều mua được. Còn cá khô mang qua rồi ạ. Đại nhân, nếu ngài thật sự không yên tâm thì cứ đích thân đi thăm Như cô nương, vậy là được mà. Đại lý tự bao nhiêu vụ án, ta làm gì có tâm trạng lo cho cô ta. Đại nhân à, chuyện gì? Hôm nay thái tử có đến tìm Như cô nương. Thuộc hạ thật sự không tiện giấu, nên đã nói với thái tử là Như cô nương đang ở trong quán trọ. Có thể thái tử sẽ... Chẳng phải nói không rảnh sao? Nhiều vậy à? Đây là điểm tâm bản dương bảo ngự trù làm riêng đấy. Vốn định mang đến đại lý tự, nhưng nghe bọn họ bảo cô đã chuyển đến đây. Ngon quá đi, thái tử điện hạ. Ngài ăn cái này đi. Món này vốn dĩ là chuẩn bị cho Như cô nương mà. Thấy cô ăn ngon như vậy thì bản dương yên tâm rồi.
Thái tử điện hạ tốt với ta như vậy, làm ta ngại quá. Sau này nếu ngài có việc gì cần đến ta thì cứ nói. Nếu như cô nương đã nói như vậy thì bản vương quả thật có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì vậy? Đừng mà thái tử điện hạ, như thế không được đâu. Sao lại không được? Thái tử điện hạ, người đừng làm nữa. Nào nào, để ta. Phải thế này. Dừng tay. Lần trước bản vương nghe nói như cô nương biết âm dương thuật, nên tìm quấy tỉnh giáo cách dễ một số bùa chú đơn giản. Đại lý tự khanh có cần phải kích động vậy không? Di thần thất lễ, xin thái tử điện hạ thứ tội. Không sao. Tiết học bùa chú hôm nay đến đây thôi. Lần tới bản vương mang thêm một ít điểm tâm, tìm như cô nương thỉnh giáo chút âm dương thuật. Sẵn sàng. Một nữ tử lại tùy tiện gọi một nam nhân vào phòng mình, là thể thống gì chứ? Ngài ấy đâu phải là người khác, ngài ấy là thái tử điện hạ mà. Thái tử cũng là nam nhân, chẳng phải huynh cũng là nam nhân sao? Một nam nhân như huynh giữa ban ngày ban mặt vào phòng ta làm gì? Nếu không tại cô tối hôm qua gây quạ, còn lâu ta mới đến. Ăn lắm thế, cô không sợ đau bụng sao? Còn lâu, thái tử điện hạ tốt như vậy, mang bao nhiêu điểm tâm đến đây? Sợ ta chán còn trò chuyện với ta. Còn huynh, hở tí ra là thái tử. Coi bộ cô thích thái tử thật đấy. Thái tử điện hạ làm gì huynh sao? Huynh đã đuổi ta đi rồi, còn quan tâm ta thích ai hay không hả? Được, kể từ ngày hôm nay, dù cô có gặp phải chuyện gì, ta cũng không thèm quản cô nữa. Soi lại cái mặt của cô đi. Trường Hận, chúng ta tìm nãy giờ rồi. Huynh có chắc chắn Bách Thảo Dược Kinh mà huynh nói tồn tại thật sao? Chắc chắn là có. Sư phụ nói rồi, hồi trẻ người nhìn thấy quyển sách đó ở đây, trong đó có ghi rất tường tận cách trị cổ độc. Tìm thấy rồi sao? Đây không phải Xuân Cung Đồ Giám tuyệt bản ta luôn tìm kiếm sao? Quỳnh xem, màu sắc ôn nhu, nét bút tinh tế. Lại nói chuyện không nghiêm chỉnh, tìm tiếp đi. Chúng ta là nam nhân với nhau, đừng có tỏ ra quân tử gì nữa. Yên tâm, đem quyển sách này về, nhất định sẽ chia sẻ với huynh. Lần đầu tiên gặp người còn thanh tâm quả dục hơn cả hòa thượng. Cái này là Bách Thảo Dược Kinh huynh cần tìm hả? Người nhiễm cổ độc có thể chất cực âm, nếu muốn trị tận gốc cần có quỷ thảo, dùng âm trị âm, loại bỏ trùng độc trong người. Quỷ thảo tính mạnh là vật cực âm, số lượng cực kỳ khan hiếm, cho nên chỉ cần tìm ra quỷ thảo này là có cơ hội chữa trị cổ độc trong người ta. Đúng vậy, nhưng vấn đề bây giờ là số lượng quỷ thảo cực kỳ khan hiếm, giá lại thường mọc ở núi sâu không một bóng người, rất khó tìm. Đại nhân, thuộc hạ nghe nói gần đây có một số dược sư lang thang và người nuôi cổ đến sơn trại, hay để thuộc hạ đi thăm dò thử, có khi lại hỏi được manh mối gì. Đại nhân, thuộc hạ cũng đi tra thử tư liệu liên quan. Trường Hận, có chuyện này ta muốn làm phiền ngươi. Ôi no quá, đau bụng quá. Ai đó? Vào đi. Trường Hận, sao huynh lại đến đây? Đây là gì?
cháo thuốc. Thật đa tạ huynh Trường Hận, huynh thật có nghĩa khí. Huynh không biết đâu, chiều hôm qua Thanh Mặt Nhan vừa đến mắng ta một trận. Như cô nương, cô hiểu lầm rồi. Thật ra bát cháo thuốc này không phải ta chuẩn bị cho cô đâu, là đại nhân lo cho cô tối qua ăn quá nhiều, cho nên đặc biệt lệnh ta mang qua đây. Không đúng, nếu như cô nãy quan tâm ta như vậy, tại sao lại đuổi ta đi chứ? Như cô nương, có những lúc cô không thể dựa vào cách nghĩ của bản thân để suy xét vấn đề, cô cũng phải suy xét dựa vào cách nghĩ của người khác, kể cả đại nhân. Giống như có những lúc những lời không thốt ra được mới là cách nghĩ chân thật nhất. Cô từ từ ăn nha, ta đi đây. Những lời không thốt ra được mới là cách nghĩ chân thật nhất. Thanh Mặt Nhan này có ý nghĩ gì vậy chứ? Chẳng lẽ huynh ấy có lời gì khó nói sao? Như Tiểu Lam, mày phải nghĩ thử xem. Có phải hôm qua xảy ra chuyện gì không? Đại nhân, Mặt Nhan, Mặt Nhan, đừng sợ. Mặt Nhan, chẳng lẽ vì nụ hôn đó nên huynh ấy xấu hổ sao? Không đến nỗi đâu nhỉ, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Được thôi, nếu huynh đã không nói với ta thì ta sẽ tự điều tra rõ. Trước hết mình phải vào được Đại Lý Tự. Nhưng mà mình phải làm sao mới vào được đây? Có rồi. Tiểu Nhị, khách quan, tất cả những món ăn và rượu đắt nhất tiệm của các người đều mang cho ta một phần. Dân dân, hôm nay mọi người ăn gì uống gì đều tính vào ta. Như cô nương thật là có nhã hứng. Thái tử điện hạ, sao ngài cũng đến đây? Thật vừa hay, hôm nay ta mời ngài ăn cơm, ngài muốn ăn gì cứ gọi. Được rồi. Doãn Thương, huynh cũng qua đây ngồi ăn đi. Đa tạ như cô nương. Doãn Thương xin nhận tâm ý, chỉ là ngồi cùng với điện hạ một bàn không được thích hợp. Được rồi, Tiểu Nhị lên món. Thái tử điện hạ, chúng ta uống rượu đi. Cạn ly. Tiểu Nhị, cho ta thấy một bình. Như cô nương, cô uống hơi say rồi, cô không được uống nữa. Chút rượu này không thấm thía gì đâu. Nào, thêm một ly nữa. Ta nhất định phải tiêu hết tất cả tiền. Tại sao phải tiêu hết tất cả tiền? Bởi vì Thanh Mặt Nhan nói, sau khi ta tiêu hết tất cả tiền, ta có thể trở về Đại Lý Tự tìm huynh ấy rồi. Cho nên tối hôm nay ta nhất định phải tiêu hết tất cả tiền. Như vậy ta mới có thể trở về Đại Lý Tự rồi. Đến lúc đó ta sẽ hỏi xem tên Thanh Mặt Nhan đó tại sao lại muốn đuổi ta đi. Như cô nương có vẻ rất quan tâm đến Thanh Mặt Nhan. Ta thèm quan tâm hắn sao? Ta chỉ là không thích kiểu không rõ ràng, những việc thẳng thắn như thế thôi. Thái tử điện hạ, nào, chúng ta cùng uống thêm một ly. Uống đi. Đừng làm loạn nữa, không bằng đến bên cạnh bổn vương đi. Bây giờ ta không phải bên cạnh ngài sao? Chúng ta cùng nhau uống rượu đi. Nào, cạn ly. Không phải chỉ là uống rượu. Ý của bổn vương là hy vọng như cô nương có thể nhập cung, có thể luôn ở bên cạnh bổn vương. Tại sao chứ? Vì ta thích cô. Từ sau lần đầu tiên gặp cô, ta vẫn thường xuyên nghĩ đến cô. Sau mỗi lần gặp cô, tương tư về cô càng ngày càng nồng nàn. Tâm tình muốn gặp như cô nương càng ngày càng nóng bỏng. Như cô nương hôm nay có chút say rồi, cô có thể không cần đưa ta câu trả lời. Nhưng bổn vương hy vọng ngày mai khi cô tỉnh lại rồi còn nhớ những lời này đều là thật lòng.
Như cô nương nghỉ ngơi sớm đi, bổn vương về trước đây. Thái tử điện hạ, ngài đừng đi mà, ngài uống thêm một ly đi. Huynh đệ, bụng ta có chút không thoải mái, ta đi đây chút nhé. Ừ, đi đi. Người rốt cuộc là ai? Ai vậy? Đại nhân, đây. Ngài không sao chứ đại nhân? Ta không sao. Những kẻ kia trong cửa kiểu gì vậy? Ta vừa ở đình viện nhìn thấy một người bị tập kích. Người vừa rồi, đại nhân, vẫn còn một việc nữa. Thanh mặt ngang. Thanh mặt ngang. Mặt ngang ca ca. Quyền Ngọc, đi điều tra xem là thị vệ nào. Dân, cô uống rượu? Đâu có đâu. Ta ăn một con gà nhỏ, ba con vịt nhỏ, tám con cá. Hết. Hết sạch tiền rồi. Cô uống bao nhiêu vậy? Ta đâu có uống rượu. Hay là huynh cho ta thêm ít tiền nữa đi. Cho ta tiền. Nếu như huynh không cho ta, ta sẽ... Mẹ cô. Đại nhân, đây chính là ám khí. Trường Hận nói rồi, lưỡi dao của nó ngoại trừ chất độc làm người ta tê liệt ma khí tán, đám thị vệ đều bị thứ này làm cho bị thương. Huyền Ngọc, ngày mai đi điều tra xem các tiệm thuốc lân cận đây, xem có người nào đã từng thu mua loại ma khí tán này chưa. Được. Thanh mặt ngang, huynh đừng đi. Thanh mặt nhang, huynh đừng đi mà. Thanh mặt nhang, huynh đừng đi. Thanh mật nhang, Thanh mật nhang, đừng đi. Tiểu huynh đệ, hôm nay là đến tìm thuốc gì sao? Phải,
Ông chủ có từng nghe qua ma phi tán, chính là một loại dùng mạng đà la làm thành thuốc mê. Phải phải. Vậy ông chủ, gần đây có người nào từng hỏi mua loại này chưa? Không có. Bởi vì hàng này bán không chạy, ta cũng ít lấy loại này về. Ta biết rồi, cảm ơn ông chủ. Phải rồi, tiểu huynh đệ, ngươi lần trước hỏi ta chuyện về quỷ thảo. Phải. Ông chủ biết chuyện này sao? Hôm qua ta đến cách thành tìm thuốc, hỏi thăm giùm cậu. Có một vị sư phụ nói ông ta biết ở đâu có thể tìm được thứ đó. Ở đâu? Để ta nhớ xem. Cái gì mà Thanh Thủy Trại? Thanh Thủy Trại sao? Cảm ơn ông chủ. Thanh Thủy Trại. Trong Bách Thảo Dược có từng nhắc qua, quỷ thảo thường sinh trưởng ở những bãi tha ma. Mà Thanh Thủy Trại ngày trước từng xảy ra chiến loạn, hơi người thì ít, âm khí trùng trùng, hoàn toàn phù hợp với nơi sinh trưởng của quỷ thảo. Nhưng chuyện này cũng nên cẩn trọng, bởi vì chu kỳ sinh trưởng của quỷ thảo rất ngắn. Một khi vào thu, càng ngày càng ít đi. Các người không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Không chỉ là quỷ thảo, mà còn có đá ngũ sắc, hình như điều liên quan đến Thanh Thủy Trại này. Ta phải đích thân đi đến đó một chuyến, điều tra rõ sự việc này. Được rồi. Trường Hận, chuyện này tuyệt đối không được cho Như Cô Nương biết. Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ làm loạn cả lên. Thông minh. Rốt cuộc đang giấu ta chuyện gì đây? Doãn Thương bái kiến Thái tử Điện Hạ. Đại lý Tự Khanh tại sao lại vào cung? Đại lý Tự Khanh bảo là đến để xin nghỉ phép với Hoàng thượng. Hình như cũng đang điều tra vụ án. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đến Thanh Thủy Trại. Thanh Thủy Trại? Thật trùng hợp. Độc phu nhân đang ở Thanh Thủy Trại, mà Thanh Mặc Giang này cũng ở Thanh Thủy Trại. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Đại nhân, như cô nương hôm nay dậy sớm, tiểu nhân đã đưa cô ấy về nhà trọ rồi, để tránh cô ấy thấy chúng ta rời đi. Như cô nương, chẳng phải cô đã quay về quán trọ rồi sao? Ta nghe nói mấy người sắp đi du chơi, mấy người đưa ta đi theo với. Ta thề, ta rất yên lặng, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho hai người. Ở đây không có chuyện của cô, về nhà trọ của cô ngay đi. Ta không đi, ta phải đi theo hai người. Huyền Ngọc, kéo cô ấy xuống. Đi cái gì chứ, xuống đây. Ta muốn đi. Đi cái gì chứ? Đừng giỡn nữa. Ta phải đi. Không được. Di thần bái kiến Thái tử Điện Hạ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Không biết lần này Thái tử Điện Hạ tới đây là vì chuyện gì? Bổn Dương nghe nói các chị đang chuẩn bị đến Thanh Thủy Trại. Thật trùng hợp, Bổn Dương cũng đang định đến Thanh Thủy Trại thăm một người bạn cũ, nên muốn đi cùng các chị. Ít ra trên đường cũng có người đồng hành. Như cô nương, cùng Bổn Dương đi đến Thanh Thủy Trại nhé. Bổn Dương nghe nói Như cô nương đã rời khỏi Đại Lý Tự, cho nên chuyến đi này để Bổn Dương chăm sóc cô nhé. Xuất phát. Thái tử Điện Hạ. Buổi trưa tạm thời nghỉ ngơi ở nhà trọ này vậy. Như cô nương, ăn nhiều một chút. Xem ra buổi tối còn phải đi một đoạn đường dài đó. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Ta đi cho ngựa ăn. Thank you.
Buông tôi ra, cái tên vô giáo dục này. Liễu Dương quận chúa, sao người lại ở đây? Mặt Nhan ca ca, nghe nói huynh muốn đến Thanh Thủy trại, ta lo lắng cả đêm không ngủ được, sợ huynh bị thương thì phải làm sao? Cho nên ta đã giấu tất cả mọi người, lén đi theo ra ngoài. Di thần cho rằng quận chúa nên quay về cung thì tốt hơn. Chuyến đi lần này không phải đi chơi, đường đi rất nguy hiểm. Quận chúa nếu cố chấp muốn đi theo, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tại sao cô ta có thể đi, còn bản quận chúa lại không? Liễu Dương, không được càng quấy. Thái tử ca ca, sao muội tới đây? Muội cưỡi ngựa tới. Thái tử ca ca, huynh không biết đâu, vì để đuổi theo mọi người, muội phải cưỡi ngựa rất mệt. Thái tử ca ca, muội muốn ngồi xe ngựa. Đó là xe chuẩn bị cho Như cô nương. Làm gì có quy tắc để quận chúa cưỡi ngựa, còn hạ nhân ngồi xe ngựa chứ? Ở đây, bản dương là quy tắc. Nam, Mặt Nhan ca ca, muội mang ít điểm tâm trong cung tới cho huynh. Cái này là bánh hoa sen, đây là bánh hạnh nhân, đều là muội đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng làm. Quận chúa điện hạ, nhi thần công vụ bận rộn, còn rất nhiều việc phải xử lý. Chỗ điểm tâm này quận chúa điện hạ tự dùng nhé. Vậy sao mà được? Hay là huynh nói cho bản chúa dị án, nói không chừng bản chúa có thể giúp huynh phá án. Quận chúa điện hạ, thần thực sự rất bận. Nếu như người muốn ở đây nghỉ ngơi, mời tự nhiên. Bản quận chúa muốn giúp huynh mà. Lẽ nào huynh không muốn bản quận chúa tới sao? Thái tử điện hạ, thái tử ca ca, muội đang giúp Mặt Nhan ca ca phá án, muội cũng muốn điều tra án. Quận chúa điện hạ, vụ án lần này thực sự rất phức tạp. Di thần không thể làm phiền tới quận chúa điện hạ. Chỉ cần huynh không chơi ta là được. Ta lần này vì huynh đã hy sinh rất lớn. Đến dùng quan sơ hẻo lánh này, có bao nhiêu bất tiện chán chết đi được. Hoàng cung của cô mới buồn chán, bao nhiêu quy tắc phiền phức chết đi được. Không giống như chúng ta ở ngoài cung có thể làm rất nhiều việc thú vị. Như tiểu lam, cô lại còn muốn coi thường hoàng thất. Như cô nương, chúng ta có thể ở đây làm gì? Giống như chúng tôi trước khi ở ngoài trường học, mọi người đều dựng liều cắm trại. Giáo viên và học viên cùng nhau ăn BBQ, như vậy mới gọi là vui. Dựng liều cắm trại, chuyện này ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Điện hạ, không bằng bây giờ chúng ta đi đi. Ta không đi, ta muốn cùng Mặt Nhan ca ca phá án. Như vậy là tốt nhất, ta cầu còn không được. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Thái tử điện hạ, bên ngoài hồ nước chảy xiết, xin thái tử điện hạ chú ý an toàn. Ta đi, huynh liền vui như vậy. Vậy ta chúc Thanh đại nhân và quận chúa thuận lợi phá án. Thái tử điện hạ, ta đột nhiên thấy hơi mệt, ta muốn quay về nghỉ ngơi. Cô nói dựng liều cắm trại mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà từ lúc ta đến đây, ta đột nhiên thấy hơi sợ nước. Nhìn thấy nước chảy sẽ rất sợ. Nếu như vậy, vừa rồi không phải cô cũng nói có cách không phải xuống nước sao? Cô đợi ta ở đây, ta vào trong sắp xếp một chút. Quá, nhiều cá quá. Sao huynh tới đây? Cô thực sự coi mình là mèo rồi. Mèo bắt cá ngoại trừ dựa vào tốc độ, còn có móng vuốt của nó. Cô đợi đi. Cô xem. Quá, ta cũng muốn có một cái xiên nhọn. Như vậy không cần xuống nước cũng bắt được cá. Hay là huynh cho ta mượn nó đi, ta tự đi bắt. Không được, ta muốn.
Huynh đưa cho ta, đưa cho ta, đưa ta, đưa ta, đưa ta. Trước kia lúc làm đồng quân, Thanh đại nhân, ngươi đưa đá đánh lửa và kim sang dược cho ta, lại bảo ta đi tìm như cô nương, thế là có ý gì? Thái tử điện hạ, di thần biết ngài thích thân cận với như cô nương, cho nên ta chỉ tìm một lý do để thái tử điện hạ tiếp cận cô ấy mà thôi. Thế thì bản vương lại thấy khó hiểu. Thanh đại nhân cũng thích như cô nương, sao lại đẩy cô ấy cho bản vương vậy? Đây là muốn từ bỏ như cô nương hay là đang đùa cợt bản vương vậy? Di thần sẽ dám đùa cợt thái tử điện hạ chứ? Hôm nay bản vương sẽ nói rõ ra luôn. Nếu thanh đại nhân dám làm tổn thương như cô nương, bản vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Thái tử điện hạ, tiền phương đồi núi gặp trùng như hình sư tử vậy, mà thanh thủy trại này nằm ở phần miệng trên đầu sư tử, ở đó rất hiếm có người xuất hiện, mà hoa kỳ dị thảo vô số. Giang hồ thường nói người đi thanh thủy trại thì nhiều, nhưng về lại chẳng mấy ai, e rằng đây không phải chỉ là đồn đại. Thái tử điện hạ, theo như tiền phương truyền tin về, đường xá ở đó hiểm trở khó đi, quân ta đã phải bỏ lại ngựa và xe ngựa đi bộ vào rồi ạ. Tôi đừng qua đây, đừng qua đây, ai cứu ta với? Cứu với, cứu ta với. Còn đứng đó làm gì? Mau đi cứu người. Như Tiểu Lam, Như Tiểu Lam. Điện hạ, điện hạ. Cô nương, cô không sao chứ? Không sao chứ?
Tiểu nữ Băng Nhi đa tạ tôn đại nhân. Cô nương. Ngoài vết thương trên cánh tay, các chỗ khác đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, chảy máu không nhiều, trên đầu không có vết thương, cho nên chắc là sau khi được cứu nhất thời thả lỏng người nên mới ngất đi. Quỳnh nói xem, ở nơi quê nghèo hẻo lánh này may mà có căn nhà để qua đêm. Định ở lại đây hả? Đến một cái nhà trọ cho ra hồn cũng chẳng có. Thái tử ca ca, chúng ta về thôi. Ở đây còn có kẻ xấu tấn công các cô gái nữa, không nên ở lại lâu. Quận chúa, chỗ nào bẩn ta quét cho cô, đừng có đưa cái chổi bẩn đó đến gần ta. Quận chúa, cô có biết là nhát gan và hoa trong lòng kính nghĩa là gì không? Cô nói gì chứ? Ta nói cô đó, như cô nương. Liễu Dương từ nhỏ ở trong cung quen rồi, đương nhiên chưa từng ở những nơi này. Như cô nương thật là nữ trang hào kiệt, anh dũng hơn người. Nếu không có cô, vị cô nương này chắc mất mạng rồi. Đúng đó, ta cũng cảm thấy ta anh dũng hơn người. Một số người đừng có ở đó mà đắc chí danh giáo nữa. Vừa nãy cô có từng nghĩ, lúc cứu vị cô nương này, chính cô phải làm như thế nào để toàn thân mà lui không? Cứu người, cô không nghĩ đến an toàn của chính mình sao? Chẳng ám khí dựa vào mình cô được sao? Này, nếu như không phải là do tay của tôi thính chặn ám khí, Quỳnh có biết khen người khác không vậy? Cái tai nào của cô nghe thấy tôi đang khen cô? Tai này. Tóm lại, lần sau đừng như thế nữa, đừng để cho người khác phải lo lắng. Được, ta biết rồi. Nè, bên đó còn bẩn kìa. Thật là làm việc còn không bằng tỳ nữ trong cung của ta. Nè, cô lại quét đi. Cô ấy tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi à? Đa tạ các vị đã cứu mạng. Trước tiên đừng gấp nói lời cảm ơn. Ta nhớ trước lúc cô hôn mê, gọi ta là Thanh đại nhân. Sao nào? Cô nhận ra ta? Tiểu nữ tử Băng Nhi là kỹ nữ của Thiên Lạc Phượng, đương nhiên sẽ biết Thanh đại nhân. Thiên Lạc Phượng là top kỹ nữ của Thanh Thủy Trại. Nhưng mà nghe Hồng Lăng nói, vào Thanh Thủy Trại, những người con gái nuôi của độc phu nhân bên đó đều sống rất tốt. Sao cô lại như vậy? Cô cũng biết chuyện này. Chuyện căn bản không phải là như vậy. Thủ hạ của phu nhân đều gọi bà ấy là độc phu nhân. Hơn nữa bà ấy căn bản không đối xử tốt với chúng tôi như con gái nuôi. Thanh đại nhân, cầu xin ngài cứu giúp tỷ muội chúng tôi. Cần ngươi có tác dụng gì? Phu nhân thứ tội, thuộc hạ vốn sẽ đắc thủ. Nhưng trong những người đó có một cô gái có vẻ không hề đơn giản. Cô ta có thể đuổi theo tung tích của thuộc hạ, hơn nữa lại còn hiểu được thuật âm dương. Xem ra cô gái đó không tầm thường. Lui đi. Dân phu nhân. Vào địa bàn của ta, còn muốn toàn thân mà lui? Đợi đến lúc ta lấy được đá ngũ sắc trên người nam nhân đó, còn lại giết người liền. Còn về máu trên người cô gái đó, ta phải chính tay ép ra, một giọt máu cũng không còn. Chỉ là xước da thôi, băng bó vào sẽ không sao nữa, mấy ngày sau sẽ khỏi thôi. Đa tạ vị công tử. Điện hạ. Quận chúa. Lại ăn cái này. Đừng có oán than. Là chính muội muốn đi theo đến đây. Thái tử ca ca giống y như mặt nhan ca ca. Chê ta phiền phức. Tự mình biết mình là chuyện tốt. Sáng sớm mai ta bảo Doãn Thương tiễn muội về cung. Nhưng lâu lâu muội mới được xuất cung. Hơn nữa còn đi cùng mặt nhan ca ca.
Hay là huynh giúp muội thuyết phục Mạc Nhan ca ca, bảo huynh ấy về cung cùng muội. Muội không muốn huynh ấy ở lại cùng với Như Tiểu Lam. Muội đừng suốt ngày đối đầu với Như cô nương như vậy. Rõ ràng là cô ấy không tốt, một đứa hạ nhân chả có tí quy tắc nào cả. Các vị, ở bên ngoài ta nhìn thấy một ít món ăn dân dã, mang về một ít cho các người. Tối nay không cần phải ăn lương khô nữa. Món ăn thôn quê, có gì ngon không? Thỏ rừng. Ta thực sự không giỏi xử lý. Các người ai có thể? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta giống như người biết làm chuyện này sao? Tiểu nhân mạo muội rồi. Để ta đi, ta có thể làm chút chuyện cho các vị ân nhân, là vinh hạnh của ta. Để ta giúp cô. Vậy phiền hai người rồi. Đúng rồi, Mạc Nhan ca ca đâu? Quỳnh ấy không vào phòng nghỉ ngơi sao? Đại nhân hả? Vừa nãy ta về, nhìn thấy ngày ấy cùng với Tiểu Lam cô nương đang chàng chàng thiếp thiếp, ta cũng không làm phiền ngày ấy. Như Tiểu Lam này lại bám lấy Mạc Nhan ca ca. Đúng là giống với cái mà gã thích khách xuất hiện vào đêm hôm đó ở đại lý tự đã dùng. Đi vào thanh trí trại, ta cùng các tỷ muội liền bị giam lỏng. Sau đó các tỷ muội lần lượt bị phu nhân đưa đi thì không thấy xuất hiện nữa. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực sự rất sợ. Khi đến lượt mình, ta mới nghĩ hết mọi cách để trốn ra. Có phải huynh cũng cảm thấy vụ án này có điều gì kỳ lạ không? Hôm ở đại lý tự bị tấn công, tên thích khách đó rõ ràng nhằm vào ta. Mà bây giờ ám khí tương đồng, người tương tự lại xuất hiện ở thanh thủy trại truy sát Băng Nhi. Với lại Hồng Lan còn nói những kỹ sinh đó đều sống rất tốt ở chỗ độc phu nhân. Nhưng tại sao kỹ sinh kia lại nói dối chứ? Không phải cô ta nói dối, mà vốn dĩ cô ta chính là người do độc phu nhân sắp xếp. Cũng giống như người giả mạo thị vệ ám sát ở đại lý tự vậy. Hắn cũng đã giả mạo thân phận của kỹ sinh. Từ khi nào mà cô được tự ý nhúng tay vào vụ án của ta vậy? Này, ta giúp huynh phá được nhiều vụ án lắm đó. Ban nãy còn ở trong sương mù cứu huynh, không để huynh bị ám khí đánh trúng. Nhưng mà đại lý tự của huynh hình như vắng tay thì không ổn đâu. Ở đây có người không chỉ không biết ơn mà còn muốn đuổi ta ra khỏi đại lý tự, còn không cho ta đến thanh thủy trại. Ta không cho cô đến là muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ về vụ án. Cô có thể đừng quấy rối không? Ta chỉ muốn giúp huynh thôi mà. Sao con người huynh lại như vậy chứ? Không chỉ không cảm ơn mà còn đẩy người ta ra xa. Thôi bỏ đi, ta đi đây. Cô có từng nghĩ đến mình là người sắp đi hay không? Nếu ta thực sự không thể không có cô, đến khi đó ta phải tính sao đây? Đây chính là nguyên nhân huynh đuổi ta đi sao? Hai người làm gì vậy? Quận chúa điện hạ, bọn ta đang bàn bạc một số vấn đề về vụ án. Bọn ta đang nói chuyện của đại lý tự, có nói cô cũng chẳng hiểu. Huyền Ngọc mang theo túi săn về, lát nữa chuẩn bị dùng buổi tối, ta đến báo cho huynh biết. Làm phiền quận chúa rồi. Cô ở lại, ta có chuyện muốn hỏi cô. Làm gì vậy? Vừa rồi cô ôm Mạc Nhan ca ca là sao hả? Băng Nhi cô nương,
Cô dọa ta chết rồi. Cô đã đi đâu vậy? Ta sợ không đủ củi nên vào rừng nhặt thêm. Sau này đừng có tự ý hành động nữa. Nơi này rất nguy hiểm. Dân, ta biết rồi. Chỉ là nấu nước, không cần khuấy nhanh vậy đâu. Đại nhân bọn ta trước giờ phá án như thần. Cô yên tâm, mai sẽ xuất phát. Chắc chắn sẽ bắt hung thủ về quy án. Cũng nhất định sẽ cứu được các tỷ muội của cô. Trong phòng vẫn còn củi, ta đi lấy đây. Làm phiền công tử rồi. Điều tại cô nên mặt nhan ca ca mới không màng đến ta. Bây giờ cô còn dám rêu rao dụ dỗ huynh ấy. Ta đâu có dụ dỗ. Ta chỉ là ôm huynh ấy một tí thôi. Cô đừng tưởng ở nơi rừng núi Hoang Du là cô có thể hỗn sược được. Cô có tin bây giờ ta hồi cung bẩm báo hoàng thượng trị tội cô không? Coi cô còn dám ngang ngực nữa không? Hồi cung? Một mình cô mà có thể ra khỏi khu rừng này sao? Đừng đùa nữa được không? Bản quận chúa đường đường là quận chúa, có gì mà làm khó được ta chứ? Ta kệ đó. Ta phải để hoàng thượng và quý phi nương nương làm chủ cho ta. Được, vậy cô về đi, đừng có cứng miệng nữa. Nha đầu Liễu Dương quận chúa cũng biết gây rắc rối. Không biết có chuyện gì không nữa. Nấu xong rồi, ăn canh nào. Đi gọi quận chúa và Như Tiểu Lam qua đây. Vâng. Mời thái tử dùng canh. Thái tử điện hạ, ngài dùng trước đi. Thanh Mặt Nhan, mời dùng canh. Đại nhân, canh này cầm đi. Tạ đại nhân. Đại nhân, canh để lâu sẽ nguội mất. Băng Nhi cô nương, cô có biết võ công không? Đại nhân nói gì vậy? Một nữ tử nhân gian làm sao biết võ công được? Đúng đó đại nhân, nghe nói vậy nghe lạ lắm. Băng Nhi cô nương mà biết võ công thì sao bị mấy tên đạo tặc kia đuổi theo đến nỗi chạy trốn khắp nơi chứ? Đại nhân, ngài mau dùng canh đi ạ. Rốt cuộc cô là ai? Không hổ danh là thanh đại nhân của đại lý tự. Ta đã ngụy trang vô cùng kín kẻ mà không ngờ vẫn bị ngươi nhận ra. Cô đã làm gì họ? Yên tâm, chỉ là mê hồn dược. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vào đá ngũ sắc cho ta, ta sẽ tha mạng cho các người. Còn không thì tiếp theo xảy ra chuyện gì, ta không dám bảo đảm đâu. Mau giao thuốc giải ra đây. Nặng đến mức không dùng nổi sức hả? Tuy kiếm thuật của ta không bằng ngươi, nhưng âm dương thuật vẫn giỏi chán.
sao đã ngủ sức lại? Không, không phải đá ngũ sắc. Xem ra âm dương thuật của cô vẫn không giỏi bằng thú cưng của ta. Đại nhân, chuyện gì vậy? Ta đi khắp nơi không tìm ra quận chúa và băng nhi. Băng nhi là do kẻ địch giả mạo, người sắp xếp cho đám người thái tử. Ta ra ngoài một lát. Vâng. Nơi này rộng thế này, có quỷ mới biết cách quay về. Như tiểu lam kia cố ý nói khích ta, đáng ghét. Ta hồi cung nhất định sẽ trị tội cô. Lạnh quá. Sao tuyết rơi nhiều đến vậy? Thể diện tuy là quan trọng, nhưng mạng càng quan trọng hơn. Đường đi về căn nhà đó là đường nào vậy? Sao lại giống hệt như lúc nãy? Không sao, không sao. Đừng tự hù mình nữa. Sao lại chỗ này nữa? Không sao, không sao, đừng sợ. Ta là Liễu Dương quận chúa cao cao tại thượng, sinh ra đã là rồng phượng hơn hẳn người khác. Liễu Dương! Liễu Dương! Đây không phải là cây trâm của Liễu Dương sao? Liễu Dương! Liễu Dương! Liễu Dương! Băng Nhi! Tiểu Lam, Băng Nhi, sao cô lại ở đây? Thanh Mặc Nhan và mọi người đâu? Không biết người ở đâu ra, chạy đến căn nhà tấn công chúng ta. Ta nhất thời hoảng sợ nên đã chạy ra đây. Cô đừng lo, Thanh Mặc Nhan võ công cao cường, giờ còn có Doãn Thương và Quyền Ngọc ở đó. Cô đừng sợ. Ta vừa tìm được cây trâm của quận chúa, nhưng cô ta không biết đi đâu rồi. Hay là chúng ta cùng đi tìm cô ấy đi, rồi cùng nhau trở về, được không? Băng Nhi, tay của cô làm sao vậy? Cô bị thương sao? Cô... Tiểu cô nương này thật không đơn giản. Bìa đào mộc đó là ngươi làm phải không? Còn có thể đả thương ta. Bà chính là độc phu nhân. Đá ngũ sắc. Trả cho ta. Mụ già này, trả cho ta. Ngươi cũng có đá ngũ sắc. Vậy thì đúng là chẳng tốn công cũng có được. Như vậy
Đợi ta lấy được nốt viên trên người nam nhân đó là ta sẽ có 4 viên đá ngũ sắc. Đến lúc đó dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn là nguyện vọng của ta có thể thực hiện. Trả cho ta, bộ già chết dẫm. Ai? Hai cô gái đó và kỹ nữ bị ngươi bắt ở đâu rồi? Quả nhiên công phu tốt. Lúc nãy người đã thương đồng phu nhân trong phòng chính là ngươi sao? Trả lời câu hỏi của ta. Ngươi nhận lời thỉnh cầu của ta trước, ta sẽ nói cho ngươi. Đừng hòng giở trò. Phiền ngươi giúp ta giết độc phu nhân. Tại sao ta phải giúp ngươi? Độc phu nhân rành âm dương thuật. Ta và bộ hạ của ta vốn dĩ là sơn tặc bình thường, bị ả hạ độc khống chế, bắt chúng tôi thu thập máu tươi của thiếu nữ và đá ngũ sắc quỷ thảo để luyện đan. Chúng tôi không làm được gì mụ ta, chỉ đành bị mụ lợi dụng suốt đời. Thế này là thế nào? Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ nhất thời sơ ý đã để kẻ địch giả mạo băng nhi bỏ thuốc mê vào canh. May thay trong thuốc không hề có độc tính khác. Bọn họ không sao chứ? Một lát nữa họ sẽ tỉnh lại. Như cô nương đâu? Không sao chứ? Như cô nương và quận chúa không rõ tung tích. Thanh đại nhân đang đi tìm rồi. Điện hạ, xin đừng đi lung tung. Bên ngoài rất nguy hiểm. Người dám cản ta sao? Thuộc hạ không dám. Nếu chuyện thu thập máu tươi thiếu nữ hắn nói là thật, thì như Tiểu Lam và quận chúa, xin người hãy giúp ta giết ả, trả tự do cho chúng tôi. Mặt Nhan, cô không sao chứ? Tiểu Lam, không sao. Cuối cùng huynh cũng đến. Một mình ta sợ lắm. Phục Hoàng Sơn đã cho ta biết vị trí của các kỹ nữ. Bây giờ chúng ta đi cứu họ. Phục Hoàng Sơn. Huynh sao vậy? Hiện hình đi độc phu nhân. Lần này sao ngươi lại nhìn thấu được? Cô gái này không phải là người mà bà có thể giả dạng được. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mau vào đá ngũ sắc ra đây. Bà mưu đồ làm hại thái tử, mưu hại đại thần triều đình, liên can đến vô số mạng người. Ta phải bắt bà về, áp giải vào thiên lao chờ xét xử. Bây giờ ngươi không giết ta, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nếu ngươi biết cô gái mà ngươi yêu thương đang gặp nguy hiểm, ngươi có thể lớn tiếng như vậy được sao? Bà đã làm gì Như Tiểu Lam? Dùng máu của nó để thành nó. Ngươi nói xem.
Ông ơi, ông ơi. Mà lại lấy kiếm chỉ vào. Trên giang hồ không có quy tắc này đâu. Quỷ thảo rốt cuộc trị bệnh gì? Bà mau nói thật với bổn vương đi. Nếu không ta sẽ giết bà. Nói ngài nghe cũng chẳng sao cả. Quỷ thảo là thứ cực hàn, vừa hay tương khắc với dược tính của cổ độc. Người mạnh khỏe nếu ăn quỷ thảo chẳng khác gì tự sát. Trong cơ thể bổn vương có cổ độc. Xem ra quý phi nương nương thật kín miệng, hỗn sược, lại dám ăn nói hỗn hợp như vậy. Giết ta thì ngài đừng hòng biết cổ độc trong người mình có thể từ đâu mà có. Như Tiểu Lam, Tiểu Lam, Tiểu Lam, cô không sao chứ? Cố lên, cố lên. Thanh Mặc Nhan, huynh không sao chứ? Cuối cùng huynh cũng đến. Đừng nói chuyện, tiết kiệm thể lực, cô sẽ không sao đâu. Thanh Mặc Nhan, ta cảm thấy mình không xong rồi. Ta có câu này muốn nói với huynh. Đừng lên tiếng, cô sẽ không sao đâu. Ta có câu này muốn nói với huynh. Ta nghĩ, đừng lên tiếng, ta phải nói. Ta sợ nếu không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Ta cảm thấy đến với thế giới này làm sủng vật của huynh, ta thật sự rất vui. Chẳng phải ta đã bảo cô đừng lên tiếng rồi sao? Cô nhất định phải gắng gượng cho ta. Mặc Nhan, huynh có thể rờ mặt ta như ngày thường được không? Tiểu Lam, Tiểu Lam, Tiểu Lam. Đại nhân, như cô nương mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Này đã cầm máu, mấy hôm nữa sẽ bình phục thôi. Vậy thì tốt rồi. Cũng may phủ đệ của độc phu nhân có nhiều dị thuốc, cũng có không ít thuốc bồi bổ cơ thể. Với lại những kỹ sinh đó, ta đã chế xong thuốc để họ đi rồi. Người chắc chắn trong trạch viện này không có tung tích của quỷ thảo sao? Nếu là bảo bối của bà ta,
bà ta mang theo bên mình cũng không phải là điều không thể. Đại nhân, những kỹ sinh vừa được cứu đã được nha môn đưa về thành. May mắn Liễu Dương quận chúa không bị thương, chỉ là bị hù dọa. Nhưng sau khi ngài đi, cô ta lại ầm ĩ đòi về, nên đã phái người hộ tống đưa đi. Được. Băng Nhi đáng thương, tỷ muội của cô ấy đều đã được cứu, bản thân lại gặp chuyện không may. Huyền Ngọc, có manh mối gì của Độc phu nhân không? Không cần kiếm nữa. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Miễn lễ. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ sao lại nói vậy? Độc phu nhân là chủ mưu vụ án này, bọn ta nhất định phải bắt ả về. Ả đã chết trong tay ta rồi. Thái tử Điện Hạ, vụ này vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa được sáng tỏ. Để độc phu nhân chết đi như vậy không hợp lý chút nào. Bổn Dương sao lại không biết chứ? Chỉ là độc phu nhân này tàn nhẫn ác độc, muốn tấn công Bổn Dương vì để phòng vệ nên mới giết ả. Như cô nương vẫn còn đang hôn mê sao? Dân ạ. Nhưng mấy hôm nữa sẽ bình phục. Đây là cái tìm thấy trên người độc phu nhân, trả lại cho Như cô nương. Di thần thay Như cô nương đa tạ Thái tử Điện Hạ. Thần to gan muốn hỏi thêm, Thái tử Điện Hạ có thấy thứ gì khác trên người độc phu nhân hay không? Cái này thì Bổn Dương không rõ, nhưng xác của ả ở khu rừng lân cận, các người có thể đi điều tra. Bổn Dương có chuyện quan trọng cần vào cung ngay, không quấy rầy các vị nữa. Cung tiễn Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ, chúng ta đi như vậy có ổn không ạ? Ta đã tìm được thứ ta muốn rồi. Đại nhân, sau khi được Phục Toàn Sơn xác nhận, đó đúng là xác của độc phu nhân. Có điều trên người của ả ta không có thứ gì khác đáng nghi. Xem ra quỷ thảo không có ở trên người ả ta. Chúng ta phải đi chỗ khác tìm. Nè, huynh, các người nhìn ta ngủ làm gì? Điều này không thể nào. Người bình thường mất máu mức độ này đều cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 5 đến 10 ngày. Như cô nương, cô mất máu. Ta biết rồi, là độc phu nhân. Ta còn tưởng ta đang nằm mơ. Ta biết kinh công rồi. Không phải kinh công, là do liên quan đến đá ngũ sắc. Có nhiều hơn một cái, liền biến hành động của ngươi càng giống mèo hơn. Cô quả nhiên là yêu quái. Ngươi mới là yêu quái đó. Nhưng mà ngày ta thu thập đủ đá ngũ sắc càng ngày càng gần rồi. Đại nhân, nếu thân thể như cô nương đã hồi phục rồi, chúng ta mau khẩn trương tìm quỷ thảo thôi. Xem ra thời gian sinh trưởng của quỷ thảo có chút ngắn, chúng ta nên tranh thủ khoảng thời gian tốt nhất. Ta lấy được ở trong phòng của độc phu nhân, phát hiện được hai tấm bản đồ. Trên này chắc hẳn có nhiều manh mối hơn. Huyền Ngọc,
Chúng ta chia nhau ra hành động ở đây. Người với Trường Hận đi đường này, ta với Tiểu Lam đi đường này. Phát hiện quỷ thảo thì tập hợp ở đây. Ừ, đi thôi. Đi thôi. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Ngươi không tin ta sao? Đương nhiên là tin rồi. Nhưng mà hai người chúng ta có khi nào lạc nhau không? Ta sẽ không để ngươi đi mất đâu. Bên này không có gì hết. Trường Hận nói quỷ thảo này sinh trưởng ở nơi âm u ẩm thấp. Ở chỗ này tối tăm ẩm thấp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quỷ thảo. Nhưng Trường Hận nói thời kỳ sinh trưởng của quỷ thảo tương đối ngắn. Có phải mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất rồi không? Chúng ta tìm chỗ ở đây một đêm đi. Ở bên kia có một hang động, chúng ta đêm nay ở đó đi. Ở qua đêm sao? Cái người này nói chuyện sao mà nghe nhẹ nhàng quá vậy? Đáng ghét. Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Vận khí 还不错, 知情而来过, 还有些柴火. Hôm đó nói chuyện mới có một nửa. Nói cái gì không có ta không được. Rốt cuộc là ý gì đây? Quỳnh. Ta. Quỳnh có từng nghĩ qua Quỳnh tìm thấy quỷ thảo trị khỏi cổ độc, Quỳnh có việc đặc biệt nào mà Quỳnh rất muốn làm không? Chuyện sau này để sau này nói. Nè, Quỳnh làm người có thể cởi mở đối với bản thân, có một chút hy vọng đi có được không? Lẽ nào Quỳnh không muốn biết sau này sẽ ra sao hả? Chuyện này không thể biết trước. Ta nghĩ đến nói làm gì? Như vậy đi, ta xem chỉ tay cho Huynh. Ta nói cho Huynh biết, Huynh đừng có coi thường ta là âm dương sư. Ta còn hiểu rất nhiều chỉ tay tướng số đó. Đưa tay đây. Đưa đây. Không phải ngươi nói muốn xem chỉ tay sao? Chỉ tay của huynh nhiều như vậy, ta phải sợ mới thấy được chứ. Được rồi, ta nghiêm túc vậy. Đường sống của huynh rất dài, huynh có thể sống rất lâu đấy. Sự việc lần này nhất định sẽ không sao đâu. Wow, trời ạ, sao có người như huynh như vậy chứ? Đường trí tuệ của huynh sao lại ngắn như vậy chứ? Đường trí tuệ của cô mới ngắn đấy. Đùa thôi mà. Thật ra ta thật sự đã học cùng ông của ta đấy. Ta nói cho huynh biết, ông của ta lợi hại lắm đó. Ông ấy hiểu rất nhiều về số mạng. Cô và ông của cô tình cảm có vẻ rất tốt nhỉ? Đương nhiên rồi. Ông của ta như là người thân nhất của ta đấy. Làm sao giống huynh và cha của huynh chứ? Xin lỗi nha. Thật ra hôm đó ta chỉ là không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện thôi. Ta nghe thấy huynh nói chuyện mẫu thân của huynh. Ta thấy có chút kỳ lạ. Huynh đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì khác đâu. Ta với mẫu thân ta có rất ít chuyện để nói. Ta còn nhớ lúc còn nhỏ, vú nuôi của ta nói với ta,
Trên người của ta có cổ độc, chính là do duyên nợ với mẫu thân của ta. Vậy Quynh có hỏi tại sao như vậy không? Còn chưa kịp hỏi, việc này đã bị cha ta biết được. Cha ta đánh bà ấy một trận rất tàn nhẫn. Từ đó về sau không còn ai trước mặt ta dám nói chuyện của mẫu thân ta nữa. Khó trách, khó trách Quynh vẫn luôn tìm mẫu thân của mình. Đá ngũ sắc này là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho ta. Trừ thứ này ra, không có manh mối gì khác nữa. Vốn dĩ ta cho rằng đến Thanh Thủy Trại có thể thông qua đá ngũ sắc này nghe ngóng một chút tin tức. Nhưng mà bây giờ Độc Phu Nhân, người biết cách dùng đá ngũ sắc cũng đã chết rồi. Có lẽ đó cũng là duyên phận của ta và mẫu thân. Nó bây giờ là của cô rồi. Nhưng mà không phải Huynh nói tìm đủ 5 viên mới đưa cho ta sao? Cô cần nó hơn ta. Cầm lấy đi. Lần này cô gặp nguy hiểm, không phải nó đã giúp cô phục hồi nhanh chóng sao? Ta không cần. Đây là thứ duy nhất mẫu thân Huynh để lại cho Huynh mà. Đối với ta mà nói, cô quan trọng giống như mẫu thân vậy. Để ta đi xem sao. Nơi này ta hình như có chút ấn tượng. Trong lục hợp tứ hải, thay đổi thiên địa tinh thần, vạn vật sinh tử luân hồi, chỉ có hồn mèo mới hiểu được. Hóa ra là ở đây à? Sao vậy? Bùa chú trên chiếc đỉnh này chính là chú ngữ ta đọc lúc xuyên không về đây. Đây sẽ không phải là con đường về nhà của ta chứ? Lẽ nào là chỉ cần linh lực đủ mạnh thì không cần đủ 5 viên đá ngũ sắc nữa cũng có thể về nhà sao? Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nhưng mà ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa. Quynh xem, giống như Huyền Ngọc Trường Hận, nếu như họ không nhìn thấy ta, họ nhất định sẽ rất buồn, đúng không? Thật ra người ta không nỡ rời xa nhất chính là Quynh. Thanh Mặc Nhan, chỉ cần Quynh nói với ta Quynh muốn ta ở lại,
Ta tuyệt đối sẽ không đi. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Không phải cô vẫn luôn nói muốn trở về sao? Nơi này vốn dĩ không thuộc về cô. Trở về đi. Vừa rồi ta đã thi pháp rồi, sau đó ở đây nổi lên một trận gió vô cùng lớn, ta liền bị Thanh Mặt Nhan huynh. Huynh làm gì? Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đi tìm Quỷ Thảo đi. Vừa rồi ôm mình là sao vậy? Lẽ nào huynh ấy không nỡ để mình đi sao? Trường Hận, huynh đừng sợ. Tuy rằng ở đây rất tối, bất kể xảy ra chuyện gì đều có Huyền Ngọc ta ở đây. Vậy sao? Vậy huynh nên đi trước ta mới đúng chứ. Làm gì mà kéo quần áo ta suốt, đi đằng sau suốt vậy? Ta không sợ, ta đi đằng trước huynh. Huynh đi theo ta là được. Huynh đừng sợ. Trường Hận, Huynh mau đứng dậy, nặng quá. Huynh, này Huynh, Trường Hận, đây là Quỷ Thảo mà Huynh nói phải không? Gốc rễ là cây và đường dân, chính xác là Quỷ Thảo, không sai được. Chúng ta mau đi bẩm báo đại nhân. Trường Hận, không phải Huynh đã nói Quỷ Thảo này đều mọc ở nơi có rất nhiều thi thể? Trường Hận, đó là một nấm mộ. Đại nhân, chúng tôi không dễ dàng gì trải qua hàng ngàn khổ sở, cuối cùng cũng tìm được Quỷ Thảo, còn suýt nữa ngã chết ở sơn cốc.
Có điều may mà tiểu nhân thông minh mới ở trong đống mộ đáng sợ đó tìm được tung tích của quỷ thảo. Vậy sao? Xem ra suy đoán của Trường Hận không sai. Đại nhân, ngài nên khen ta chứ. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Sau khi thuộc hạ trở về đại lý tự, lập tức luyện chế thuốc giải. Đợi cô tập hợp đủ đá ngũ sắc, ta sẽ đưa cô về lại chỗ này. Cái gì? Độc phu nhân chết rồi? Đúng vậy. Hơn nữa nô tỳ lật tung cả căn phòng cũng không tìm được chút quỷ thảo nào. Lẽ nào còn có người khác đang tìm kiếm quỷ thảo? Nô tỳ không biết. Có điều, nói tiếp. Mấy ngày trước nô tỳ nghe người trong cung nói đại lý tự Khanh Thanh đại nhân gần đây xin hoàng thượng nghỉ phép cùng với thái tử điện hạ đi xa một chuyến. Hình như chính là đi Thanh Thủy Trại. Thanh Mặc Nhan? Sao có thể? Hắn cùng với thái tử đi Thanh Thủy Trại làm gì? Nô tỳ không dám dựng chuyện. Chỉ là nô tỳ lo lắng cái chết của độc phu nhân sợ có liên quan đến đám người Thanh Mặc Nhan. Đại lý tự Khanh này, hắn rốt cuộc đã biết được những gì? Nhi thần tham kiến quý phi nương nương. Trễ vậy sao người còn đến đây? Bổn cung nghe nói trước đó con ra ngoài, sao không nói với mẫu phi chuyện này? Mẫu phi bớt giận. Nhi thần và Liễu Dương quận chúa chỉ là ra ngoài giải sầu, sợ kinh động mẫu phi, cho nên không bẩm báo chuyện này. Giải sầu? Các con đã đi những nơi nào? Thanh Thủy Trại. Không biết mẫu phi có nghe qua chỗ đó không? Đó là ở đâu? Mẫu phi chưa từng nghe qua. Ngao du lần này của thái tử có gặp chuyện gì cổ quái kỳ lạ không? Đừng ngại nói cho mẫu phi nghe nào. Bẩm báo mẫu phi, nhi thần đi đường bình an. Liễu Dương mỗi lần ra ngoài lại bị bắt cóc, vẫn may cuối cùng bình an quay về. Nhưng trong lòng nhi thần lại không yên tâm lắm. Lại còn xảy ra chuyện này. Liễu Dương vẫn ổn chứ? Trước đây mẫu phi luôn không muốn con xuất cung, chính là sợ con gặp phải những loại người nguy hiểm như bọn cường đạo cướp bóc này. Mẫu phi hiểu nhầm rồi. Những người này không phải là cường đạo cướp bóc. Nói thật, nhưng họ so với bọn cường đạo cướp bóc còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Nhi thần nghe được tại Thanh Thủy Trại, đại lý tự Khanh bắt được một nhóm kỹ nữ bị nhốt. Theo bọn họ điều tra là bị một người gọi là độc phu nhân bắt, sau đó lấy máu luyện thuốc. Người này tàn ác vô cùng, tàn độc vô hạn. Không biết mẫu phi có nghe nói đến nhân vật này không? Bổn cung trong nhiều năm chưa xuất cung, không biết tình hình ngoài cung. Sau này đừng đến nơi đó nữa. Nếu như các con muốn ra ngoài giải sầu, vậy thì nói cho mẫu phi biết, để hoàng thượng dẫn các con đi du ngoạn giang nam một chuyến. Đó mới là mở mang thật sự. Như vậy thì đa tạ mẫu phi trước. Được rồi, vậy bổn cung đi thăm Liễu Dương đây. Chúng ta đi thôi.
Cung tiễn quý phi nương nương. Điện hạ, quý phi nương nương có phải đã nghe được tin tức gì đó không? Nếu bà ấy biết được chuyện của Độc phu nhân, vậy chúng ta không... Nếu ta đoán không sai, bà ấy bây giờ có lẽ đi tìm Thanh Mặc Nhan. Nếu điều ta đoán đều là sự thật, vậy mẫu phi không biết còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa. Mau mau mau, đặt đồ đây trước đi. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Mau. Còn không? Mau mau mau. Như cô nương tỉnh rồi. Quyền Ngọc là ngươi sao? Các ngươi đang làm gì vậy? Là đại nhân kêu ta dọn những thứ này về cho cô. Cô có thể về đại lý tự rồi, không cần ở nhà trọ nữa. Thật sao? Ta có thể quay lại rồi. Vậy đại nhân đâu? Trường Hận đang lấy máu chế thuốc cho đại nhân. Lấy máu? Ôi, Trường Hận này cũng quá đáng lắm. Phải hầm chút canh rồi, làm gì lấy máu nhiều như vậy chứ. Vết thương dù nhỏ cũng nên băng bó cẩn thận. Nếu như băng bó không tốt, sẽ bị cái gì đó bệnh uống ván, cái gì mà viêm như tổ ong cấu thành, nhất định phải băng bó cẩn thận. Có cần thêm chút thuốc không? Thôi đi khỏi đi. Nhưng mà Tiểu Lam, sao vậy? Cô băng bó hình như không đúng lắm đúng không? Có vấn đề gì sao? Không phải rất tốt sao? Ta nghĩ là không cần đâu. Này, người cổ đại mấy huynh hiểu cái gì chứ? Vết thương này là phải băng như vậy biết không? Bảo hộ của cô đã rất chu toàn rồi. Này, huynh đừng gỡ ra nữa. Có phải huynh muốn trêu ghẹo ta không? Ta chẳng hiểu cô đang nói gì. Huynh đừng tháo ra nữa. Sau khi từ Thanh Thủy Trại về, ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn về vụ án. Cô cũng vừa khỏe lại, về phòng của mình nghỉ đi. Trường Hận, huynh nói xem, huynh đã ngồi ở đây đung cả ngày rồi, có mệt không? Hay là để ta giúp huynh nha. Luyện chế thuốc mới không giống như sắc thuốc bình thường, mất lửa nhất định phải được khống chế hợp lý. Ví dụ như thuốc này, nhất định phải dùng lửa nhỏ, luyện đi chế lại 3 hồi. 3 hồi? Thế là bao lâu? Chính là 3 ngày. 3 ngày. Đau bụng quá Trường Hận. Nếu có chuyện gì thì huynh cũng đừng gọi ta nhé. Ta đi trước đây.